có phải anh chị em mình mới vừa nhận cái chậu hoàng hậu như thế này đúng không? Đây là dòng hoàng hậu xanh đang có vòi hoa. Thì bây giờ á, Nguyên hướng dẫn cho anh chị em mình thay cái chậu này trong lúc nó đang có ngồng hoa mà không có bị ảnh hưởng gì đến ngồng hoa nha. Dạng như là nghiệp dư ai cũng có thể làm được. Rồi thì thoạt nhìn qua là anh chị em mình thấy chậu này là chậu nhựa mềm. Mình sẽ thay ra chậu giả gỗ như thế này. Ở đây Nguyên rất là thích ra chậu giả gỗ bởi vì nó thoáng, nó ra rễ rất là tốt. Chỉ cần khoảng 2 tuần là rễ nó sẽ bao cái chậu. Nó bắt đầu nó bu ra khỏi chậu rất là đẹp luôn. Rồi thì đây là Nguyên nhẹ nhàng Nguyên cắt cái chậu nhựa dẻo ở ngoài đi. Nhớ là phải nhẹ nhàng nha anh chị, đừng có cắt vô rễ gì hết á. Mình chỉ cắt ở cái vỏ mỏng bên ngoài thôi. Đơn giản lắm. Bây giờ mình cắt cái vỏ này đi, sau đó mình cho nó qua chậu chậu mới. Rồi hả, còn lỏng thì mình thêm giá thể vô xung quanh để cho nó cứng lại là được rồi. Đây là cách thay chậu dạng nghiệp dư thôi, để cho nó không có bị cắt rễ, tổn thương rễ hoặc là ảnh hưởng đến ngồng hoa, ảnh hưởng đến sức cây. Còn nếu như mà anh chị em nào mình muốn an toàn thì mình chơi cứ chơi hoa đi. Đợi khi nào hoa tàn rồi thì bắt đầu mình thay chậu, mà thay chậu bằng cách cắt hết rễ, loại bỏ giá thể của nó và cho giá thể mới. Thì đó là một phương pháp trồng khác, nhưng mà khi mà nó đã tàn hoa rồi thì mình mới thay bằng cách đó. Còn hiện tại thì đang có hoa, anh chị em mình lưu ý đang có hoa. Mình làm sao thay chậu để cho nó không ảnh hưởng hoa. Bởi vì khi đang có ngồng hoa mà anh chị mình cắt rễ đi, cắt giá thể cũ đi thì cây nó sẽ bị mất sức. Rồi chỉ vậy thôi, đơn giản, không có gì khó khăn hết. Nhưng mà quan trọng ở đây, sau khi mà anh chị em mình thay chậu rồi thì mình nên bón cái gì? Ở đây á thì Nguyên khuyên là anh chị em mình nên xịt B1 để cho nó điều hòa sinh trưởng. Cái thứ hai, mình phun giúp em 6-30-30 cộng với lại Boafit cộng với Sisal, có nghĩa là phân cá với rong biển đó anh chị. Mỗi loại anh chị cho em 1C, cứ một tuần mình phun một lần, hoặc anh chị em nào siêng hơn thì 5 ngày mình phun một lần. Như vậy thì cái vòi hoa của mình nó rất là đẹp luôn. Còn chuyện làm rễ, anh chị em mình cứ yên tâm đi. Chỉ cần anh chị em mình thay ra giá thể than nè, thay ra chậu giả gỗ như thế này thì rễ nó sẽ ra thôi. Không cần anh chị em mình kích rễ luôn. Bởi vì cây này nó đã trưởng thành rồi, nó đã có sức đề kháng rồi. Xin miễn cứ ra môi trường tốt là nó sẽ ra rễ mới. Còn nếu mà anh chị em mình mong cầu hơn rồi muốn nó tốt hơn thì có thể pha vô một sơi kích rễ cho những lần phun đầu tiên. Rồi chúc anh chị em mình thành công. Nếu anh chị em mình thấy video này hữu ích thì cho Nguyên xin một nút tim.